Cũng chỉ còn khoảng tầm hơn một tháng nữa là đã đến dịp Tết Nguyên đán năm 2023 rồi. Hôm nay là vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu đến với các bạn một cái loài hoa trà mi. Đây là một cái giống trà mi mới mà bên mình nhập về. Nhà vườn mình là đơn vị đầu tiên đưa cái giống trà mi này về Việt Nam. Cái tên gọi của nó cũng rất là đẹp, đó chính là cây hoa trà mi song hỉ. Xin chào bạn nhé. Bên cạnh đây là những cây hoa trà mi song hỉ. Con này được gần 5 năm tuổi rồi. Nó cao khoảng tầm 1m đến 1m1. Như bạn đã biết thì cái tốc độ sinh trưởng và phát triển của dòng hoa trà mi nó chậm hơn những loài hoa khác. Đây, trên cây hiện tại thì đang cho nụ rất là sai để chuẩn bị đón dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cây thoát thân được 30 phân và cây đường kính gốc có dao động khoảng tầm 3 phân rồi nhé. Thân rất là sáng bóng. Đây, trên cây thì có hàng trăm nụ như này. Các bạn về chơi Tết khi hoa lở rất là đẹp. Đây là một cái giống trà mi mới mà bên mình mới nhập về. Những cây lâu năm như thế này thì các bạn trồng đến năm sau là cây nó tự động nó ra hoa, các bạn không phải xử lý kích hoa gì cả. Đấy, đến khoảng tầm tháng 6 tháng 7 năm sau là cây nó sẽ bắt đầu ra hoa những cây lứa mới. Đây là những cái lụ hoa trà mi song hỉ, có những lụ thì nó đã chớm lở rồi. Đấy, còn những lụ này phải khoảng tầm vài ba tuần nữa mới bắt đầu lở bạn nhé. Hôm nay là cũng cuối tháng 11 âm lịch rồi, cũng gần đến dịp Tết rồi. Đấy, thì bạn có thể tham khảo với dòng hoa trà mi này để trang trí được khuôn viên gia đình mình. Hoa thì có cái phong hoa rất là đẹp. Hoa trà mi thì nó lở rất là bền. Cây thì có tuổi thọ cao. Các bạn trồng thì giống hoa trà mi này nó có tuổi thọ lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm năm tuổi rồi đấy. Mình có thể chơi được rất nhiều năm kế tiếp. Khi hoa lở, các bạn sẽ có một cái bông hoa trà mi đẹp như thế này. Cánh đỏ, cánh trắng, cánh hồng phấn đan xen lại với nhau như một cái búp sen. Đấy, rất là đẹp bạn nhé, và hoa là rất là bền. Đây là bông hoa trà mi song hỉ. Đấy, các bạn hình dung ra nhiều bông nó cũng giống như cái màu sắc của những con cá koi, rất là độc lạ. Cây to như đầu video mình có giới thiệu với các bạn là bên mình đang bán với giá là 1,5 triệu. Trong những video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn một số cái dòng hoa đẹp khác, các bạn cùng đón xem nhé.